Ở đời, sự áp bức và bất công lắm lúc làm những người chịu đựng nó phải im lặng. Im lặng, chịu đựng, nhưng đến một lúc nào đó, sự chịu đựng vượt qua giới hạn của nó thì tiếng nói công lý sẽ bật lên. Với ý tưởng này, Nhật Cường và Mỹ Quỳnh đã viết lên vở kịch Ai Căm. Xin kính mời quý vị thưởng thức qua phần trình diễn của các diễn viên. Việt Anh trong vai Phú Ông, Bảo Trung vai Quan Giả, Nhật Cường vai Cậu Ấm, Quốc Nam vai Gia Đình và Mỹ Uyên, con gái Phú Ông. Tất cả các thí sinh hãy nghe đây. Đây là những điều lệ cuộc thi do Phú Ông đề ra cho tất cả các thí sinh đến dự thi. Điều lệ thứ nhất, tất cả các thí sinh không được là người dùng này mà phải là người của dùng khác. Vì sao? Vì người của dùng này nghèo lắm. Còn điều lệ thứ hai, thí sinh đến dự thi phải mang theo thật nhiều lễ vật. Nhưng nếu bị rớt, những lễ vật đó xem như bị mất trắng không hoàn trả lại. Còn điều lệ thứ ba, thí sinh đến dự thi phải còn nguyên hình, nguyên vẹn, không được rách rời hay chấp vá lại. Nếu thí sinh nào đậu sẽ được lãnh chọn cô dâu một lần chứ không lãnh từng phần. Nếu quá hạn 30 ngày, thí sinh nào không đến lãnh, cô dâu sẽ được xung vào công quỹ. Và điều cuối cùng cũng là điều quan trọng nhất mà các thí sinh cần phải ghi nhớ, là các bạn phải thuyết phục như thế nào để cho cô dâu nói lên được 3 tiếng em yêu anh thì xem như thí sinh đó đậu. Cuộc thi xin được phép bắt đầu. Mời Phú Ông! Mày đọc điều lệ cho tất cả mọi người nắm chưa mày? Dạ rồi. Đọc rồi phải không? Đọc rồi. Cho mời thí sinh thứ nhất cho tao. Dạ. Mời thí sinh thứ nhất. Đâu rồi mày? Ở đâu vô nhà tao bị lượn qua lượn lại vậy mày? Không có ai ra gì hết vậy? Mày là ai? Dạ con là con của Phú Ông. Ở đâu? Dạ làng bên. Con của ai? Con của Phú Ông. Phú Ông? Vậy là nhà mày giàu lắm phải không? À không có giàu gì. Ông cứ nhìn vào thân hình của ông với thân hình của con, để con so sánh hai cái gia phả của ông và của con. Con nói thiệt nha, cái gia phả của con á là toàn thân hình của ông, còn gia phả của ông á chỉ bằng ngón chân cái của con thôi. Ủa sao ông á? Mỗi lần tao bị sốc cái tao á. Trình độ văn hóa con. Trình độ văn hóa phức tạp. Phức tạp là sao? Có nghĩa là 12 trên 1. 12 trên 1 sao mày? Là có nghĩa học 12 năm chỉ có một lớp á. Vậy chắc năm nào mày cũng đổi bạn á nè. Dạ năm nào cũng đổi bạn hết. Năm này 12 là con cao chồng vòng rồi, bạn con chút xíu à. Trong lớp đó tôi con là đại bàn à. Rồi sao nữa? Rồi sau đó bị đuổi học. Đuổi học là sao vậy? Đánh thầy chấn thương sợ khỉ. Tao tính á mà tao không á nữa. Tao nói. Ông cứ nói. Đồ mất dạy. Dạ đúng. Trời ơi, chửi nó mất dạy mà nó khoái nó cười. Dạ khoái chứ. Dạ mặc dù con mất dạy nhưng ở cái trời thương cho con, gia đình con giàu quá cho nên không ai dám xúc phạm tới con. Mày nói nhà mày giàu vì mày có đem lễ vật qua mày thi không mày? Dạ có. Đâu? Dạ đây. Đó. Được. Vậy thì bắt đầu thi. Dạ khoan. Sao mà? Nhưng mà trước khi thi ông cho phép con nhìn mặt con gái của ông. Lỡ mặt con gái ông nó xấu hoặc nó bị rỗ thì sao? Bị rỗ thì cũng tốt con à. Bởi vì hai đứa mày khi mà hôn nhau nó có lỗ thông hơi, nó mát. Hơn nữa đó, khi mà trời mưa đó mày ngước cái mắt lên nó đọng nước mưa lại con, để có nước cho mày nuôi. Dạ nuôi cái gì? Nuôi lăng quăng á con. Thôi, con ông xấu quá, đưa vàng đây con đi về. Tao nói giỡn vậy thôi, chứ mày muốn thêm gái tao phải không? Được, tao sẽ giới thiệu cho mày biết. Dạ. Vô đây. Dạ.
Đây là cô hai, đó, ta đã gả cho quan khâm sai của triều đình. Quá lớn. Đây là cô ba, ta đã gả cho quan tổng đốc của triều đình. Lớn luôn. Đây, hôm chưa tới. Đây là cô tư, đó, ta đã gả cho. Con biết rồi, ông đã gả cho tể tướng lưng tôm. Bảy, ta gả cho hoàng tử chăn lợn. Vậy nhà đây. Ông có một trại nuôi lợn. Đúng, còn đây là cô út nè, đó. Hôm nay ta chọn mặt gỡ vàng đây nè. Ủa, sao nó đen thui vậy ông? Chưa, chừng nào mày đậu á, nó mới lên hình. À, con hiểu rồi. Cô nào mà có chồng á thì ông cho lên hình. Cô nào mà chưa có chồng á thì ông cho lên bóng. Đâu? Con gái ông đâu? Mày nhìn thấy nó, mày khỏi đi, chỉ có lết thôi con. Vậy là con lấy cổ về, sau này hai đứa con đi ăn xin. Nó bậy. Con gái cha đâu? Nhìn con tao dữ mày. Dạ ông ơi, con gái ông có sắc đẹp phức tạp quá. Phức tạp là sao mày? Phức tạp có nghĩa là con nhìn cho con muốn á khẩu luôn. Nó bậy đó bà. Trời ơi, có bao tiền mày cái gì? Dạ con bỏ chỗ này mà, đâu có sao đâu. À, được rồi, bây giờ thi được chưa? Dạ được. Mày biết chơi chữ không mày? Dạ biết, ông chơi cỡ nào con chơi cỡ đó. Nước Việt Nam viết tắt là gì? Nước Việt Nam viết tắt là Vina. Được. Bánh kẹo Việt Nam viết tắt là gì? Bánh kẹo Việt Nam viết tắt là Vina. Còn sữa Việt Nam? Còn sữa Việt Nam. Sữa Việt Nam viết tắt là Vinamilk. Giỏi. Vậy Hakovina dịch ra là cái gì? Hakovina. Hakovina. À, Hakovina là hầm cá Việt Nam. Đồ ngu. Hakovina dịch ra là hàng không Việt Nam. Vậy là mày rớt rồi. Đi về. Về thì về. Sợ tới thi. Ý. Nhưng mà ông ơi. Vậy. Mặc dù con dốt nhưng mà con vẫn còn có trí nhớ tuyệt vời. Dạ. Hồi nãy con nghe điều lệ cuộc thi có điều thứ tư là điều quan trọng nhất. Là gì? Thí sinh làm sao phải thuyết phục con gái ông nói lên ba chữ em yêu anh thì thí sinh đã đậu. Nãy giờ nói chuyện với ông chứ đâu nói chuyện với cổ đâu. Như dài quá. Thì mà ngon mà vô mày nói đi. Dạ. Em nói một tiếng em yêu anh thôi. Em sẽ là vợ tương lai của anh. Nhà anh giàu lắm, giàu nhất cái vùng bên cạnh luôn. Em nói đi em, chỉ một tiếng thôi. Em nói đi. Em! Anh yêu em như rừng yêu thu dư. Anh yêu em như tình cây với gió. Anh yêu em không còn chi nói nữa. Biết nói gì, sao nó không nói ông ơi. Ráng ra thêm miếng nữa đi con. Kỳ quá, con gái ông không biết nói tiếng Việt. Con của Phú Ông là phải biết nói tiếng Anh. Để con nói tiếng Anh lê với cổ. I love you, you love I, okay. Rồi, con gái ông không biết nói tiếng Anh mà cũng không biết nói tiếng Việt. Cái mặt thì đẹp quá, hình như cái đóng phim Ấn Độ. À, con biết rồi, con gái ông biết nói tiếng Tàu. Nị ái ngộ, ngộ ái nị. Nị đừng có ngần ngại, ngộ đây sẽ hoàn quả giống như con chó dại. Kỳ quá, con gái ông không biết nói tiếng Việt mà cũng không biết nói tiếng Anh. Mà cũng không biết nói tiếng Tàu. Vậy con gái ông đẻ ở đâu? Chắc ở Campuchia. Campuchia mà này với ông chịu nói. Để ta nói. Campuchia. Để từ từ tra từ điển Campuchia. Campuchia. À. On Srei Ponte. On Srei Ponte. Lê Tê Hô. Chú Bông Đốt. Chú Bông Đốt. Thấm rùi. Là cái gì? Là anh yêu em. Như lỗ tai heo. Chấm mắm ruốc. Trây tùm lum thúi đình. Đây. Tôi biểu mày. Dạ. Tao công nhận là mày dốt thiệt á. Dạ. Thôi được rồi. Rớt rồi con đi về đi. Đi. Đi làm gì đuổi vậy ạ? À? Gia đình này phức tạp quá. Phức tạp là sao vậy? Trời đất ơi là trời, cha mẹ này sinh ra nó dạy cái được hai chữ phức tạp hay sao? Nó mà trở lại nó phức tạp tôi chết liền tại chỗ. Phức tạp, phức tạp. Cái gì phức tạp vậy? Chết rồi ông ơi. Chết cái gì? Dạ, quan thanh tra đến. Quan thanh tra làm gì nhà tao làm gì cũng sợ quan thanh tra vậy? Nhà ông có buôn bán hàng lậu không? Mình nói là bậy đi à. Chứ làm gì mà họ tới đây bắt ông? À, tao nghe nói rồi, tao có một quan thanh liêm đó xuống làng để thanh tra nè. Cái gì mà tao đâu làm gì tao sợ quan thanh tra trời. Cái gì mà ác hay là quan thanh tra đến đây để cưới gái tao trời. Trời ơi, đâu có được, đứt đầu như trời. Ủa, tại sao? Con tao nó bị gì? Dạ, bị gì? Bị câm. Hả? Con gái ông bị câm. Đừng la lớn, đừng la lớn. Con gái ông bị câm mà ông tổ chức cuộc thi các rẻ. Lỡ tôi thi đậu tôi đem nó về tôi tỏ tình với nó. Tôi nói là anh yêu em. Nó nói đâu có được. Nó cầm con dao nó moi cái tim nó đưa cho tôi. Lúc đó con gái ông chết mà không tụt tốn cái hồn. Đừng la lớn con.
Bây giờ con tìm cách gỡ cho ông đi, ông gả nó cho con. Hả? Con gái ông bị câm. Đừng có la lớn mà tìm cách gỡ cho ông đi chứ. Nó bị câm sao gả được. Nhưng mà ông trả vàng lại cho con đi. Ừ, trả vàng cho mày nè. Hay, cái kế của ông hay lắm. Nhưng mà hơi phức tạp. Trời ơi, con ơi, chết rồi. Qua thanh tra đến coi, con tạm vô buồn đi con ha. Cái gì vậy? Vô buồn đi con. Ngõ này đi, buồn này đi. Dạ, con ca bẩm quan lớn, con kính chào quan lớn. Dạ. Dạ, chẳng hay quan lớn đến đây có điều gì dạy bảo. Và sao quan lớn đến không báo cho con biết trước để con mở tiệc khẩn đãi quan lớn. Dạ, chẳng hay quan... Ủa, quan đâu mất tiêu trợ. Trời ơi. Quan lúc ẩn lúc hiện, thì chắc quan đúng là quan thanh tra rồi. Dạ, chẳng hay quan từ đâu tới. Từ dưới đất chui lên. Dạ. Vậy là quan lớn bị khùng. À, vậy gì này con đoán đúng nè. Quan lớn bị câm. Câm bà nội mình chứ câm. Dạ, yeah, vậy là quan lớn nói được. Chẳng hay quan lớn đến đây có chuyện gì? Ta nghe nói cái làng này bị thiên tai lũ lụt, thất bát mùa màng, dân chúng thì nghèo khổ, chỉ có riêng ông là ông giàu lắm phải không? Dạ đúng. Hả? Dạ dạ không. Dạ con đủ ăn thôi à. Chắc quan mới giàu đúng không? Hả? Ta có ăn của đút lót dân đâu mà ta giàu. Nè, dạ. Đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá bên trong quan giận à. Dạ. Nghe hỏi nè. Dạ. Hôm nay nghe nói ông có cuộc thi cán rễ gì đó phải không? Dạ đúng rồi. Dạ người giàu cũng mới chơi à, nghèo cũng không thiệt chơi đâu. Cỡ ta chơi được không? Dạ quan thì được quá chứ, quan vô thẳng dòng chung kết luôn. Gọi con gái nhà ngươi ra. Con gái của cha đâu? Trời ơi, mày lấy đồ ai mày bận vậy? Vợ ông. Cho ông lấy đồ con gái tao á. Đồ con gái ông chật quá. Hê, chuyện gì mà nói nhỏ vậy? Dạ con của con nói là quan đẹp lắm. Nè, qua chào quan lớn đi con. Cẩn thận nha mày. Trời ơi, làm gì trời? Trời ơi, thôi, đừng có nhát con sợ lắm má ơi. Quan. Con gái ông giống đồ nhật quá vậy. Đừng sợ. Xiên quá. Khách giạc rồi vẫn còn giả gạo nữa. Ờ, tới với nó đi. Nè em ơi, ngưng giả gạo chút cho qua có đôi lời tâm sự được không? Cái tướng làm dáng tới ghét cái gì đấy. Trời ơi, cái này của tôi mà, làm gì? Trời, làm sao quá.